Chu Thanh Huyền bạn của Quang Hải nhập viện sau chuỗi tin đồn scandal. Theo thông tin vừa nhận được, Chu Thanh Huyền bạn gái tin đồn của Quang Hải đang nhập viện cấp cứu nghi do uống thuốc ngủ. Theo xác nhận từ chị Lê Gia Hát, một người chị của Chu Thanh Huyền bạn gái tin đồn của Quang Hải cho biết, khoảng 4 giờ chiều nay, mùng 6 tháng 7, Chu Thanh Huyền đã uống 80 viên thuốc ngủ, gồm 10 vỉ. Chị Hát chia sẻ, chiều nay chị có nhận được tin nhắn từ Huyền với nội dung, nếu em có chết đi thì chị hãy cứ sống tốt và mạnh mẽ lên, đừng để người khác lợi dụng. Ngay khi nhận được tin nhắn, tôi đã cảm thấy dự cảm không lành nên có nhắn lại cho Huyền, em đừng làm gì dại dột, đừng làm chị sợ, chị Hát thông tin. Đồng thời cho biết, ngay sau đó chị vội về nhà Huyền xem tình hình nhưng do giờ tan tầm tắc đường nên chị không thể đến sớm như dự tính. Sau đó, chị Hát đã phải gọi điện thông tin cho mẹ Huyền tới kiểm tra. Cũng theo chia sẻ của mẹ Chu Thanh Huyền, nhận được tin báo bà và hai con đã tức tốc chạy tới nhưng con gái khóa cửa cố thủ bên trong. Các con bà đã phải nhờ bảo vệ lên phá cửa. Khi vào bên trong, Chu Thanh Huyền chỉ nói được câu mẹ ơi rồi xỉu. Gia đình đã phải tức tốc đưa Chu Thanh Huyền đi bệnh viện cấp cứu. Theo chị Hát, hiện tại Chu Thanh Huyền đang nằm tại một bệnh viện trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bác sĩ cũng cho biết nếu chậm một lúc nữa sẽ rất nguy hiểm. Hiện Chu Thanh Huyền đang tiếp tục nằm viện và được bác sĩ theo dõi. Theo thông tin từ chị Hát cung cấp, nguyên nhân dẫn đến việc Chu Thanh Huyền uống thuốc ngủ do áp lực từ dư luận. Chị Hát cho biết thêm, mấy ngày qua, Chu Thanh Huyền có tâm sự với tôi. Mấy hôm nay trên mạng xã hội có một tài khoản với gần 1 triệu follow bóc phốt. Huyền lừa tiền của bạn ấy, làm sugar baby với những lời lẽ tiêu cực. Việc này đã làm ảnh hưởng đến danh dự của Huyền. Cũng theo chị Hát, từ việc bóc phốt của người này sau đó cũng đã có nhiều thông tin đăng tải khiến Chu Thanh Huyền rất mệt mỏi. Đặc biệt, ngay sau khi có những tin đồn này, Chu Thanh Huyền đã đính chính trên trang cá nhân, nhưng chị Hát cho hay, sau khi Chu Thanh Huyền đăng bài, chỉ 15 phút sau đã bị bay mất bài. Trước đó, Chu Thanh Huyền đã nhắn tin tâm sự với chị Hát với nội dung, mấy ngày qua thực sự là khủng nhất trong cuộc đời em. Em thấy thật đáng sợ chị à, em bị dồn đến bước đường cùng và không muốn sống nữa. Giờ em mệt mỏi quá chị à, không cố gắng thêm được chút nào nữa. Để xác minh sự việc, báo công thương đã liên hệ với phía bệnh viện, nơi được cho là Chu Thanh Huyền đang cấp cứu, song phía bệnh viện từ chối trả lời.